Có thể xin kính chào cả nhà mình ạ. Chúc cả nhà mình là một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay thì Hữu Thiện chia sẻ một cái video Hữu Thiện đi cùng với sư Giác Nhân. Cảnh ở suối thì rất là đẹp luôn. Đây là hình ảnh của một vị sư. Sư năm nay là đã 88 tuổi rồi, mà sức khỏe của sư thì rất là tốt. Hữu Thiện có hỏi là bí quyết sao mà sư được sức khỏe tốt như vậy. Thì sư có bảo rằng là sư nói là hàng ngày sư đi bộ lên xuống như thế này cho đôi chân khỏe hơn. Và ở đây là do là khí hậu rất là trong lành, rất là tốt. Sư đi cẩn thận sư ơi, nó có rong á. Bây giờ thì sư sẽ đi ra ngoài suối. Sư cẩn thận sư ơi. Wow, sư rất là khỏe cả nhà. Đây là hình ảnh của một vị sư 88 tuổi. Sư đi dốc, đi núi, rất là khỏe luôn. Cẩn thận sư ơi. Mỗi ngày thì sư lên xuống con dốc này giống như là sư đi tập thể dục vậy cả nhà. Sư đi rất là khỏe luôn. Sư đi thì có một cái cây gậy để sư chống sư đi. Sư đi mà Hữu Thiện thót tim luôn. Những cái bước chân của sư. Hữu Thiện cũng tính là để đỡ sư đi, nhưng mà như vậy sư khó đi lắm, sư không có chủ động được cái bước đi của sư. Ơi sư. Từ từ sư. Thật sự nhìn cái bước chân của sư đi mà Hữu Thiện thót tim luôn, cầm máy quay mà thót tim luôn. Từ từ sư. Thót tim luôn. Nhìn cái bước chân của sư đi thót tim. Một vị sư băng rừng lội suối 88 tuổi. Đến khi mà con 88 tuổi rồi, con liệu con không biết sức khỏe của con có được như sư hay không, có đủ sức khỏe mà để mà băng rừng lội suối như sư hay không nữa. Cẩn thận sư.
Mình đứng ở đây là đầu nguồn chứ sư? Chưa, đầu nguồn còn xa nữa. Dạ. Thôi, mình đứng ở đây mình trò chuyện. Thấy sư đi, những cái bước chân của sư đi mà con mà nhót tim luôn. Đang nhập về. Dạ. Đứng nghỉ chút đi sư, sư đứng sư nghỉ chút đi. Cái mùa này thì có nước và cái mùa nào nó ít nước nhất sư? Giêng tháng tập tháng giêng. Dạ. Tháng giêng tháng hai, tháng ba, tháng tư. Dạ. Tháng năm nó có mưa nhiều rồi có nước. Dạ. Tháng sáu tháng bảy có nước nhiều. Dạ. Tháng tám nó nước nhiều. Tháng bảy tháng tám nó nước nhiều, nước chảy vô đây. Dạ. Rồi mình làm mình dẫn nước về trên cốc mà mình sử dụng hả sư? Dẫn nước về. Dẫn lên cái xa đó. Dạ. Sứ cạo. Dạ dạ. Tiền dõi theo bước chân của sư mà nín thở luôn. Chẳng những sư đi mà sư còn bay được nữa. Đi qua đường này dễ hơn nè sư. Cái dây này dây cam thảo nè, thấy không? Cam thảo. Cây trong đỉnh xuất Nam xuất Bắc rồi nó có dây cam thảo đó. Nguyên một cái cây cam thảo luôn. Rồi mà dây nó bị lớn á. Wow. Cây cam thảo nè cả nhà, nó nằm trắng qua con đường, rất là to luôn. Vị thuốc Bắc. Phải nói là anh thầy, này đẹp lắm đó. Dạ. Này đẹp lắm. Dạ. Ừ, mặt đẹp lắm đó. Em đang quay nè, để dõi theo bước chân của sư nè. Đi ra quay dạ đâu có gì đâu, hành trình theo bước chân của sư mà nhót tim luôn. Dạ. Dạ không sao. Đâu có gì đâu. Dính người dân địa phương tốt mà hay mà. Dạ. Sư cái cầu này á là sau này sư làm hả sư? Cái cầu bắc qua Suối Tiên này nè. Ừ, cầu này. Dạ. Cầu này mình làm. Dạ. Lúc đó con đường vô đây con nghe nói là rất là khó khăn, đâu có đường nào vô hết sư. Sau này sư làm à, lội như lội dưới suối vậy đó, đi vậy đó, đâu có đường. Dạ. Rồi sư về đây là năm mấy? Cả năm 92. Về đây cả nhà năm 90 đi. Năm 90. Ừ. Dạ. Qua wow. Mỗi con đường này sư làm để bắt qua cái suối này. Đâu phải chuyện. Đó là cái rồi chưa làm hết lại, con đi cái suối á. Đi chân qua đó. Dạ. Dạ mình đi ra sao chứ? Nãy giờ mình đi một vòng đây rồi. Thôi sư đi nha. Đi ra sao? Đi ra sao vậy cậu? Đây mở cái hình hồi nãy. Núi Vinh này thì nó cao 425 mét.
cao 425 m. Đứng từ mặt nước biển. À, trên đây thì có rất là nhiều. Mình ở đây hiện tại mình đứng đây chỉ khoảng là 300 mấy thôi, chưa tới 400. 400 mấy là tốt trên đỉnh rồi. Đỉnh nó luôn là 400. Đấy thì Hữu Thiện sẽ có thời gian thì Hữu Thiện sẽ lên tới đỉnh luôn, khám phá trên tới đỉnh. Có nhiều điểm tâm linh lắm, chia sẻ đến cho cả nhà mình. Đó thì Hữu Thiện cũng sáng thì cũng nhắc đến em Tùng, và hôm nay là về đây cũng gặp em Tùng. Còn sư thì sư về đây từ năm 90 tới bây giờ. Ngày xưa thì con đường thì phải là băng rừng lội suối để vào trong đây. Lúc mà sư ở đây rồi thì làm cái con đường lên cũng tốn rất là nhiều thời gian, tiền bạc và công sức đúng không sư? Đây là xem hình nó cao vậy, mình lên cái nền như này, trên đó lên đây nè. Dạ. Trải qua một cái thời gian dài luôn. Đây bên này. Dạ. Bên đây chỗ để Phật tử lên nghỉ ngơi ở tại nơi này. Bên đó thì có nhà vệ sinh và có nhà tắm rửa luôn. Ví dụ như quý anh chị mà muốn lên đây, ở đây. Cao quá. Đắp được cái nền này là nó cái công trẻ đá không à, mỗi cục là 5.000. Quá trời. Chưa tính tới tiền đá. Quá. Một cái công trình. Cái vậy ha. Đi được cái nền vậy ngó xuống dưới đó. À, ngó xuống cao thâm thẳm luôn. Như một cái vực thẳm vậy. Mà từng hòn đá mà để làm một cái nền như thế này thì thật sự là không phải đơn giản đâu cả nhà. Núi nó dốc như vậy mà. Dạ. Để thành phẩm như ngày hôm nay mà quý Phật tử lên đây để lễ lại và đảnh lễ sư. Đây. Mua thùng này đang giữ ly. 220. Rồi một cái dưới này ha. Dạ. Cái nền nó vậy đó. Rồi lên được cái nền chùa nó bằng cái nóc này. Dạ. Đặt đá như thế này 5.000, có ở đây là tịnh thất. Tịnh thất. Bên trong tịnh thất thì thờ Đức Phật Bổn Sư. Cũng đơn giản thôi cả nhà. Dạ. Tịnh thất Bát Nhã. Giữa chính điện thì thờ tượng Phật Bổn Sư. Ở đây thời khóa mà tụng kinh đó là ở đây thầy phá mình tụng kinh đó là tầm mấy giờ tới mấy giờ sư, để quý anh chị Phật tử đến đây để mình biết được cái thời khóa mà tụng kinh ở đây á. Sáng thì 3:30 kiển thức chúng, 4:00 tụng kinh. Dạ. Tối thì 7:00. 7:00. 7:00 tụng kinh. Hai thời. Buổi tối là 7:00, buổi sáng là 3:30. Coi như là 4:00, sáng 4:00 tụng. Sáng 4:00. Để mình biết được cái thời khóa, như quý bà con Phật tử lên đây, nhiều khi người ta muốn ở nơi đây á, để tham dự cái thời khóa tu tập ở nơi này á sư. Dạ. Rồi để mình tiếp tục mình tham quan nơi này. Địa chỉ ở đây là Suối Tiên, Núi Vinh, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, tỉnh Thất Bát Nhã. Dạ, nhà của quyền. Cái nền đó ha, nó bằng cái nóc nhà. Dạ, cái nền đây bằng cái nóc nhà luôn. Đây xuống đây chút rồi. Dạ. Mà kết từ viên đá như thế này, như nãy em Tùng chia sẻ, cứ viên đá 5.000 tính tới vậy đó.
mấy đứa nó dọn dẹp ngoài này đó, nó đốt. Dạ. Quét dọn lá rồi cho nó sạch sẽ nơi này. Nhìn trống trải. Chúng dẫn ảnh đi từng cây từng con đường. Ở đây nó bằng nóc nhà kia. Dạ. Mình lên tới vị trí này là bằng cái nóc nhà bên dưới luôn. Quá. Wow. Đây là miếu sơn thần. Này là Phật tử làm. Dạ. Hồi đó là cái miếu này ở sân hình cái miếu này thôi, rồi nó sinh sắc sinh giái này đó, trúng số rồi đó. Dạ. Được nó xây ra cái miếu vư đó, đó là thần tài, miếu thần tài. Ba cái hồ nước này xưa xây cũng kỳ công lắm nè, đắp đá xây ở bên trên mà nhìn xuống là hồ nước là lớn lắm. Nè anh đi lên cái dốc này nhìn xuống đi. Ừ. Đây, nhìn cái con dốc đi xuống này. Này có cái hồ nước nữa nè. Dạ. Cái núi này là tiền công đá là cứ năm viên 5.000. Biết bao nhiêu. Cái hồ nước này để mình dự trữ vào mùa khô á sư. Ừ. Có cái đường ống dẫn nước ở suối nè. Nước chảy miết vậy luôn. Tới chừng mà mùa khô hay khô hạn đó, không có nước mà xài, cho nên những cái hồ nước như thế này thì thật sự nó là rất là quan trọng để mình xài. Dạ. Sợ nó vô đây nó tắm nó chết đuối rồi. Dạ. Đi rừng nó mệt á, thấy nước nào. Thấy nước là nhào vô liền. Thích. Có nước rồi có sự sống mà. Đây là con đường. Đường chạy vô, chạy vô. Mà con đường này thì phải nói là tay lái là phải cứng mới đi vào trong đây được, chứ yếu yếu thì không có dám vào trong đây, thẳng tới đây đâu. Ở mùa nắng thì còn dễ đi, chứ nếu mà tháng mưa, rông rêu, trơn trượt thì thật sự là rất là khó đi. Ở đây sáng con thấy cũng có nhiều người ta đi rừng, người ta đi bẻ măng chặt tre đồ sư. Ừ. Dạ. Mình đi ban ngày thôi chứ ban đêm chắc cũng đi nguy hiểm. Rắn rồi. Đây, cả nhà xem hình ảnh của một vị sư trèo đèo lội suối rất là khỏe luôn. Đi nãy giờ thì sư không có nghỉ luôn. 88 tuổi. Hữu Thiện thì cũng chưa chắc là đến khi mà mình 88 tuổi rồi mình có được sức khỏe và đôi chân như sư hay không. Dạ. Lợi đặng á, một người trẻ bên tay trái lên trên ngọn núi. Dạ. Đi ra tay mặt ra lộ. Dạ. Con đường này thì mình làm hả sư? Mình làm. Rồi mình cũng phải bỏ công sức tiền của ra để làm cái con đường này dẫn vào trong cốc của sư. Dạ mình đi vô con cốc à. Dạ. Wow. Có đi theo chân sư thì mình mới biết được đó là làm cái công trình đi vào trong cốc của sư thật sự là ngày này qua ngày kia, chứ không phải là một sớm một chiều để mà hoàn thành được cái công trình này. Đúng không sư? Một cái thời gian dài, một cái thời gian dài đằng đẵng luôn, mười mấy 20 năm. Tới đây là 30 năm rồi. Dạ. Thành phẩm như ngày hôm nay. Đây thì đi vào rừng.
thấy nó xuống dưới cái hồ, nước mới này cái đường này xuống. Cái đường này xuống cái hồ. Ừ. Dạ. Đi đường bên này. Đây thì tre. Mấy cái cây cổ thụ này là cây gì sư? Cây tràm. Cái này, cái này tràm cao sáng. À, cây tràm cao sáng. Cây này là cây tràm cao sáng. Sao nó vậy chứ nó cây này tối. Còn cái đó? Sà cừ. À, cây này cây sà cừ. Cái cây này hồi tối em anh em mình đốt phải không? Trái rất là lâu luôn. Sà cừ. Cây quý, cây sà cừ. Cái này đất này cũng nhà nước. Ừ, kiểm lâm quản lý. Kiểm lâm quản lý nó coi rừng thôi. Dạ, nhà nước. Rồi mình lên đây mình ở thì nó cấp cho mình làm nó cấp cho mình. Dạ. 50 năm. 50 năm. Nhưng mà bây giờ nó cấp. Bây giờ đây là 20 năm. Ngày xưa thì 50 năm, bây giờ còn 20 thôi. Ờ. Thì cái hồ. Hồ nước dưới đó. Dạ. Phía dưới thì có cái hồ nước dự trữ nước. Trên nó có hồ nước dự trữ. Coi như hai cái hồ nước. Cái này có hồ nước, hồ nước này nó chưa ổn, nó còn rỉnh nữa. Dạ. Em quan năm mà ăn Tết rồi quan năm á, tháng 6, tháng 4, tháng 5 á. Chỉnh lại hết cái hồ. Nó bị rỉ nước hả sự? Nó rỉnh nước, nó rỉnh nước. Mình cào lá hai bên nó vô để giữa đường đốt nữa, nó còn tro nữa nè. Cái này đốt mình phải canh, nó phải coi nữa. Cái này là để chú ăn được, về nữa. Thôi, nó như cái dốc này hả? Ở dưới lá này là mấy con rắn chằm quạp đồ. Nó nằm ở dưới là khỏi thấy luôn, cho nên đó. Đi rừng thì phải có những cái cây như thế này để cào lá. Là nơi trú ngụ của nó. Giống như mấy cái đống lá như thế này, nhiều khi nó nằm trú ngụ bên dưới. Em Tùng mới nói là hình cái màu của nó thì tẹp với cái màu lá khô. Y chang màu lá khô luôn. Đó là kinh nghiệm của những người người ta sống ở trong rừng, người ta chia sẻ. Nhiều khi mình tới đây mình lo mình mê quay cảnh quá mà mình sơ ý. Sơ ý là mình dẫm lên nó quất mình cái con đó thì cũng thuộc là loại độc đúng không Tùng? Nó là độc nhất trong ba loại rắn trên đây. Ừ. Trên đây thì có cặp nông, cặp nia, quằm quạp với rắn hổ. Wow. Nhưng mà thằng cặp nông, thằng quằm quạp là nó là loại độc nhất. Ừ. Sau đó mới tới cặp nông, cặp nia. Ừ. Rắn cặp nông thì nó rắn có ba màu đó, trắng, đỏ và đen. Ừ. Đó là loại những xếp loại những rắn độc. Ừ. Ở đây người ta buộc cái dây này để nhớ đường đi hay sao? Đó. Đúng không sư? Đi, người ta đi du lịch đó. À, người ta đi sao lạc đây. Người ta đi người ta sao lạc, người ta buộc là cái người đi sau người ta. Dạ. Thấy đó. Có những cái dây nè. Họ cột, họ làm dấu để họ đi ra, và người đi sau họ biết. Còn đi với sư thì sư ở đây khỏi sợ. Ở đây thì dạ. Cái những cái đống này nè. À. Những cái đống lá mà dung lên nè. Và nó ở dưới á. Thường thường là buổi sáng là rắn hết chưa? Rất là nguy hiểm cả nhà. Và em ấy nói thì buổi sáng thì có lượng nọc độc rất là lớn. Khi mà... Đúng rồi, nó tích tụ là nó chưa ăn con mồi nào hết. Ừ. Sáng sớm, cái lượng nọc độc nó là lớn nhất trong ngày. Ừ. Khi mà nó cắn mình, cái vết đầu tiên đó là cái lượng độc nó vào người mình là lớn nhất. Lớn nhất. Cho nên là mình xác định luôn rồi đó. Rất là nguy hiểm. Ở rừng, đi rừng thì phải cần phải có những cái kinh nghiệm của những người dân ở đây, nhất là kinh nghiệm rất là đáng quý luôn như em Tùng chia sẻ. Phía trên thì có hình tượng Phật. Còn nhớ lúc trước ở dưới còn cái chậu lá nữa mà sư, còn giờ còn không? Còn. Cái chậu lá đó giờ ai ở? Nó cháy rồi. Cháy hả? Ừ. Mấy đứa nó có
ốc rừng chắc đất lá nó sáng, nhưng mà có cọc ngắn xanh ở trong đây. À, bây giờ thì mình sẽ bước xuống cái hang năm mẹ. Em nói ngày xưa cái cặp rắn đó thì ở đây rất là linh hay sao? Không thấy gì. Ừ. Bốn khoảng 5-6 năm rồi em chưa quay lại. Ừ. Đi phải dẹt như vậy để cho có tiếng động thì nó bắt đầu nó chạy, nó tránh đường cho mình đi. Đây. Đây là cặp rắn ở trong đây hả? Bây giờ không biết là đi gì. Đây năm mẹ ngũ hành. Đó, thì mình sẽ bước vào bên trong thờ mẹ. Kim mộc thủy hỏa thổ. Kim màu vàng, mộc thủy màu xanh, và màu xanh, hỏa là mặc áo tròn màu đỏ, thổ màu đen. Năm bà ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Như em ấy nói thì ngày xưa thì cặp rắn thì ở trong đây. Đồ của mẹ xin cô bác anh chị đừng lấy. Ở đây thì họ ghi hơi chú thích như thế này thì cũng có những người tới đây thì nói chung là ý thức của họ ta cái đồ thờ cúng không nên nó là phạm vào. Ta nói có thờ có thiên, có kiêng thì có lành, đó là tâm linh, cho nên mình phải tin. Con nhớ cái chỗ lá nằm đây nè, rồi cháy luôn rồi. Do mình gom lá mình đốt rồi nó cháy luôn cái chỗ lá luôn. Chứ không nhớ thấy chỗ lá này cũng rộng lắm. Cái chỗ lá này đó là phải 50 triệu. Rồi, có cái chỗ lá 50 triệu. Mà nó lặng vàng, không thích. Hay cái cục đá này, cái tảng đá này kê lên nhau nằm như thế này treo leo hay. Như cái động vậy. Dạ, như cái động. Đây mình đi có ấy này, đi đường này, đi dòng này. Dạ. Nếu mình lên đây thì mình sẽ lễ lại thắp hương đến năm mẹ. Bên đây thì miếu ông hổ. Ừ. Những cái tảng đá trên đây. Ở đây qua bên đó đó rồi còn 100 thước nữa. Còn 100 thước nữa. Tới rừng. Dạ. Còn đi xuống ở đây 100 mấy chục thước nữa. Dạ. Cái trên đó là đụng chùa Phật Quang, làm thầy Chân Quang. Thầy Chân Quang. Coi như ranh giới hả Sơn? Ranh giới. Ranh giới của mình với chùa Phật Quang. Dạ, 100 thước nữa. Như sư chia sẻ, mình ở đây mình bước xuống chừng khoảng 100 thước nữa thì đó là ranh giới ở bên cốc của sư và chùa Phật Quang. Cẩn thận em ơi, coi nó mục không á. Rừng núi thật sự đó là bao la và mênh mông luôn. Mình đắp lên cái chỗ mà ngăn cản hai cái vết răng của rắn độc nó hút ra. Hay ha. Thì rắn độc với rắn thường nó phân biệt với nhau là rắn độc thì nó có hai vết răng thôi. Ừ. Còn rắn thường thì sau hai vết răng nó có nhiều vết nữa. Ừ. Thì là rắn thường. Có cái trái đó là đi vô rừng rồi cũng đỡ bùa hộ mạng á. Cái đó là nó chỉ là giúp mình xử lý cái ban đầu thôi. Ừ. Kiểu như sơ cứu á. Tạm thời. Tạm thời mình phải tới cái bệnh viện. Tới bệnh viện. Chích huyết thanh thôi. Ừ. Nước ngoài cũng có. Này, người ta buộc những cái sợi dây.
những cái đòn. Đi ở đây thì đi lên thiếu kinh nghiệm. Ừ. Đi săn săn vậy đó. Đi khoan 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 vô. Nhưng mà không biết đường ra luôn. Khoan khoan vô sợ rắn á. Ừ. Dạ tung tăng. Dạ tung tăng. Đừng có đùa giỡn chứ. Phải còn tắm suối màu nước lớn, suối nước sức nước nó mạnh. Ừ. Tính suối là tắm giỡn là trâu luôn chứ tới dưới. Ừ, nó làm một cái ụt cái là cho xuống dưới luôn. Có trường hợp cho rồi. Sư đi sư còn dọn những cái nhành cây. Đây là những cái nhành cây mà nó gãy. Sư dọn vào để chống đường. Rồi lâu lâu thì quét dọn những cái lá, gom lại đốt. Nhưng mà quét những cái lá này mình phải đứng mình canh. Chứ thôi mà chỉ cần một ngọn gió thôi nó lan ra. Thì thôi, một đốm lửa thôi đó là cháy lan cả khu rừng luôn. Mình đốt, mình phải canh cái đống lửa đó. Ở trong rừng mà. Mỗi năm đều đi chống cháy. Mỗi năm thì chống cháy hả? Mình cắt cái đường... À, cắt cái đường lửa nó lan lá khô. Ừ. Chứ thôi cái này mà nó lan thôi cháy cả khu rừng. Hố sâu nguy hiểm. Trời, mấy cái hồ này giờ lá cây nó rụng xuống và nước có đổi màu luôn rồi, đâu có xài được sư. Dạ. Giờ cái hồ này nước nó chuyển màu đen luôn rồi nè. Hồ này bỏ hai hồ. Nó còn cái hồ bên dưới nè. Hồ bên dưới thì nước còn trong. Tại do lá cây nó rụng nhiều quá. Hồ bên dưới hồ lớn. Sư làm cái hồ này chắc cũng phải tốn nhiều tiền của á sư. Có nhiều đổ vô đó hết. Ở đây thì có nhiều thì sư lo làm cái con đường. Ngôi chính điện và ngôi chỗ ở của sư thì nói chung là đơn giản thôi, gọi là tạm bợ mối một rồi. Còn dạ. Hầu như thì mình đi xung quanh thì thấy sư làm những cái con đường và những cái hồ nước để dự trữ nước vào mùa khô. Để quý anh chị nam nữ Phật tử đến đây để có nước sinh hoạt. Nước là quan trọng nhất, phải có cái nguồn nước mới được. Đó, mình thấy cái nguồn nước dẫn nè, đường ống rồi, dẫn từ ở trên suối đổ về. Có cái nguồn nước, đường lên năm mẹ ngũ hành. Đó, và ở đây là cái cốc của sư. Cũng đã thấy lạ chưa? Ừ. Triệu năm có. Nằm treo leo. Cái địa tầng nó như thế nào mà mình không biết, nhưng mà chắc nó lăn từ trên đỉnh xuống. Nó nằm chồng lên nhau vậy luôn. Rồi. Nằm treo leo vậy đó. Núi này đó là chắc là núi gần tới mình, núi già. À. Không phải núi trẻ, tại vì cái ngọn của nó là đã bị phong quả nó bầu rồi. Ừ. Nhiều năm ở cái cốc cổ sư. À, bây giờ ở sau cái hồ đó có đi ra đó không có ăn chơi được. Dạ. Bây giờ sư đâu có ở đây hả? Sư ở trên kia không? À, mấy tháng nay đi ra ngoài đó. Dạ. Đây cũng có nhà vệ sinh. Tắm rửa sạch sẽ. Có cái cây này nó sâu nó rớt quá sư ơi nè. Mấy cái tổ của mấy con sâu nè. Cái cây này nè. Con không biết cây gì mà sâu quá trời nè. Sâu. Rầy. Rầy vịt trắng. Nó cuốn lá ăn sâu trọng á. Đi tới đâu sư làm con đường, đắp đá làm bậc cầu thang lên xuống. Phải nói là mình có đi theo chân sư thì mới biết được là công trình này kỳ công như thế nào. Trải qua một thời gian mười mấy hai chục năm, thậm chí là 30 năm. Một cái con dốc.
cao thăm thẳm luôn, như là một cái vực thẳm luôn. Đây có cái hòn non nữa nè, ngồi ở đây. Tại dưới có cá nữa kìa, có một cặp cá nữa. Người ta chở đá giống vậy. Có cái đồ đục, họ đục nha ha. Rồi cái tảng đá nước có làm hai. Cỡ đấy đá cỡ này. Để mỗi làm viên là công 5.000. Chẻ đá mỗi viên 5.000. Để làm bậc thang rồi lên xuống nè. Wow. Nó ra hình giống vậy. Đây là những cái viên đá chẻ nè. Cứ chẻ lấy một viên là 5.000. Dạ. Sáng con có quay ngoài đó à, bước ra đó cái vực. Mình đứng ở là nhà này cao bằng cái nóc nhà luôn. Có, con có quay ngoài đó hồi là lúc sáng à. Đây có cây me nè, me này me ngọt hay me chua không biết. Bây giờ thì sư nghỉ ở đây. Sư nghỉ trong này. Còn ở trên kia thì sư đã đóng cửa rồi. Nãy giờ theo chân sư hơn một tiếng đồng hồ mà không hề nghe sư á, là nói sư mệt, sư dừng, sư nghỉ gì. Hữu Thiện mà đi theo chân sư á là thấy muốn hụt hơi luôn. Con hay nói đó là sức khỏe của sư, một cái sức khỏe 88 tuổi trèo đèo lội suối. Hồi sáng thì sư dẫn con lội suối xong rồi là trèo đèo rồi đi băng rừng mà sư khỏe. Hôm bữa con nghe anh Tuyền anh nói là sư té làm sao sư? Xe nó chạy vô này rồi nó bị dấp ổ gà. Dạ. Dấp ổ gà té. Té nó nứt mấy cái xương ngón chân bàn. Rồi băng bột hả? Bột hết làm mấy 2 tháng. Rồi ở đây nè. Chân của sư vẫn còn những cái vết tích ở trên chân của sư, gãy ba đốt xương và phải băng bột hết mấy tháng trời. Tại vì con đường này thì thật sự rất là dốc và nguy hiểm. Những ai đi tới đây thì phải quen con đường này, chứ nếu mà không quen á mà bóp thắng không kịp đó là nhào đầu liền. Bóp thắng mà gắt quá thì cũng là nhào đầu luôn. Phải quen, mình đi mình gà từ từ. Ví dụ mình thấy dốc quá mà mình bóp thắng cái là nhào đầu liền á. Nó quen con đường này mình mới đi được sư. Xuống như ông nói nè, có khách. Dạ. Đi sư. Đó, thì sáng giờ thì Hữu Thiện cũng theo chân sư để chia sẻ xung quanh cốc của sư Giác Nhân để mình biết được cái nơi này. Và sư ở về đây là từ năm 90 hoạt động nơi này để xây cất xung quanh. Mình đi lên tham quan mình thấy thì chưa có cảm nhận được đâu, phải đi theo chân của sư, sư dắt từ nơi này tới nơi kia, sư chỉ. Nơi này. Dạ, sư chỉ. Sư chỉ cặn kẽ thì mình mới biết được. Trải một thời gian mười mấy 20 năm làm thì mới được như ngày hôm nay. Đến nay thì sức khỏe của sư, sư đã 88 tuổi rồi mà sư vẫn tiếp tục vẫn muốn xây. Đây là chỗ nhà ăn của sư. Dạ. Không phải già. Tại sư đó. Nó mua chụp hộp sữa ăn 290.